đã đến lúc ta phải dừng lại, đoạn đường chúng ta đi quá dài, còn in hằn cả thanh xuân muôn người con gái. Anh lặng lẽ sau những lo toan, anh lặng lội sau những lối mòn, bỏ sau lưng những ngăn nở để chờ đưa đó. Dường như chính em đã chờ ngày để người viết tiếp ước mơ ra, vậy em sẽ chọn tên đi xa người mãi mãi. Chắc em sao cũng được,